Thưa quý vị và các bạn, vụ lúa xuân 2021 đang được người nông dân trên khắp các địa bàn trên tỉnh Hà Tĩnh tập trung thu hoạch. Việc máy gặt được cơ giới hóa giúp cho người dân có thể thu hoạch ban ngày lẫn ban đêm để kịp thời vụ cũng như là tránh thời tiết nắng nóng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chúng tôi tại xã Ích Hầu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 20 giờ tối, không khí trên cánh đồng xã Ích Hầu, huyện Lộc Hà rộn rã bởi tiếng nói cười của người dân hòa cùng tiếng máy gặt lúa. Người dân đã phải xuống đồng vào ban đêm để thu hoạch nông sản, vừa tránh nắng và vừa dành thời gian phơi lúa vào ban ngày. Gia đình ông Hoàng Văn Tịnh, trú thôn Ích Mỹ có 3 sào ruộng. Nếu như trước đây gia đình ông phải gặt bằng liềm rồi mất công tuốt, thì nay như có máy gặt đập liên hợp, lúa được gặt và tuốt ngay tại ruộng. Gia đình ông chỉ cần huy động nhân lực mang lúa từ ruộng về. Nói chung là vừa rồi thì thời tiết của Hà Tĩnh đã thì hơi bị nắng nắng. Thì cho nên chúng tôi là buộc chúng tôi phải thuê máy để hoạt động cả ngày cả đêm để cho kịp thời vụ và cũng để là kịp cho nhân nông dân để sản xuất là vụ tiếp theo. Khi đêm xuống, công việc của những chiếc máy gặt bắt đầu từ 19 giờ đến khoảng 23 giờ. Trung bình một máy gặt đập liên hợp có thể giúp bà con nông dân thu hoạch khoảng 30 sào lúa mỗi đêm. Vì lọ quá trần mưa cũng bị bổ cho nên là dư cũng khẩn trương, máy gặt cũng phải khẩn trương để làm việc tất lực để giúp cho mọi người để đưa về khỏi thu hoạch cho nó đúng thời vụ. Được biết tại xã Ích Hầu hiện chỉ có 2 máy gặt đập liên hợp nên không đủ để phục vụ cho bà con nhân dân. Nhiều người dân phải liên hệ thuê máy gặt từ các tỉnh khác. Nói chung là như cái tên hiện tại là địa bàn là máy gặt không có, nói chung cả xã nhà tôi thì cùng được có 2 con ở máy địa phương, nên là nguồn tròn là cả ngoài tỉnh khác là nói chung cái phong không có dịch, mà về nói chung là anh em cũng chấp hành là đeo khẩu trang phòng dịch đầy đủ. Nói chung thì bên đêm này thì anh có tinh thần là mát mẻ hơn, làm năng suất hơn, là mất thịt ít sức hơn, trưa nắng nóng thì nói giống hành cũng được đảm bảo sức khỏe. Vì cũng do dịch Covid-19 nên cái số lượng máy về thu hoạch trên địa bàn là khá ít so với những vụ trước. Nhưng vì thế cho nên là chúng tôi cũng tuyên truyền vận động bà con và cả cái chủ máy là thu hoạch cả ban ngày đến ban đêm để mà phục vụ kịp trực tiến độ thu hoạch cũng như là để cho phục vụ cái tiến độ sản xuất vụ hè thu sắp tới. Và gắn với cái công tác phòng dịch thì chúng tôi cũng đã chủ động là tuyên truyền cho bà con giãn cách xã hội và đeo khẩu trang khử khuẩn, cộng với là chúng tôi cũng đã tuyên truyền và có thông báo đến các cái chủ máy từ các tỉnh khác về là để khai báo y tế, khai báo tạm trú tạm vắng và thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch. Việc gấp rút thu hoạch vụ lúa xuân khi thời tiết thuận lợi là rất cần thiết. Tuy nhiên không vì thế mà các địa phương lơ là các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Vụ mùa thắng lợi nhưng phải đảm bảo an toàn trước dịch bệnh. Đó là mục tiêu kép mà tỉnh đang tập trung chỉ đạo quyết liệt.